Chuyện hay lúa hôm nay sẽ là câu chuyện khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng của một nông dân ở An Giang. Con đường vươn lên làm giàu của ông gặp không ít khó khăn và chịu nhiều thất bại, nhưng ông không nản chí và luôn luôn tự lực phấn đấu. Chúng tôi muốn nói đến ông Tư Sơn, người được mệnh danh là tỷ phú của vùng bảy núi An Giang. Vậy thì ông là ai và khởi nghiệp như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem phóng sự sau đây. Đến vùng bảy núi An Giang, nhắc Tư Sơn ai cũng biết đó là ông chủ của hệ thống bán lẻ Tư Sơn lớn nhất tại đây. Vừa làm vừa học, biết nắm bắt nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Đó là bí quyết giúp ông Sơn sớm đi đến thành công. Nếu như năm 2003, hệ thống bán lẻ của ông chỉ có vài chục sản phẩm, thì nay con số này đã hơn 200.000 mặt hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của bà con ở Châu Đốc và cả bà con ở nước bạn Campuchia. Để có được cơ ngơi như vậy, ông Sơn phải kinh qua rất nhiều nghề, từ làm thuê cho đến bán gạo, bán cá. Không chỉ làm giàu cho bản thân, tỷ phú Tư Sơn còn giúp đỡ nhiều người. Những buổi phát gạo, tặng quà như thế này được ông thực hiện xuyên suốt hàng chục năm qua. Bên cạnh chia sẻ với cộng đồng về vật chất, tỷ phú Tư Sơn còn làm một việc khá ý nghĩa là giúp mọi người hướng đến một cuộc sống chất lượng cao hơn thông qua mô hình sản xuất và tiêu thụ rau sạch với 3 không, là không phân thuốc, không nhận sự hỗ trợ và không vì lợi nhuận của ông tại vùng bảy núi An Giang. Đây là mô hình trồng rau sạch của ông Tư Sơn. Tại đây, mọi khâu sản xuất được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt. Bắt sâu, mình cỏ, dưới mình tưới nước, thì một đất đó. Chứ mình không có dùng mà thuốc sâu rồi sập vô đầu cho nó bảo quản tài sản như cái thức ăn mà cho bà con của bác người ta ăn đó, được cho nó an toàn. Hiện An Giang đã chọn mô hình này làm thí điểm nhân rộng về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và có hỗ trợ kinh phí thực hiện. Nhưng ông Sơn không nhận mà dành phần kinh phí đó cho các hộ dân khác. Tôi nghĩ cái gì chúng ta có thể làm được thì thôi, chúng ta cố gắng xoay chở, cũng không trông chờ vào ngân sách của nhà nước. Thú vị hơn là cách mà ông đưa sản phẩm đến với tay của người tiêu dùng cũng không giống ai. Thằng Tình á, ảnh cũng có tổ chức cái chuyến xe đi đến các chợ, tức là ảnh sẵn để cho ảnh coi như là nghe những cái chợ khác ngoài cái siêu thị của ảnh ra, thì ảnh cũng bán trên các cái chợ của khu vực của thành phố Châu Đốc. Tức là mỗi một chợ vậy là ảnh bán khoảng 2 tiếng hồ, và trong đó ảnh cũng có sẵn quảng cáo và tuyên truyền cái vấn đề cái sản phẩm sạch an toàn của cái khu vực sản xuất của anh Tư Sơn. Làm sao mà người ta cảm nhận rằng ăn và uống phải sạch, mà cụ thể là thực phẩm phải sạch, rau củ quả phải sạch. Cái quan trọng đầu tiên của tôi là giúp người tiêu dùng có một sự chuyển động về cái nhận thức. Để làm điều này, ông Sơn còn hạ giá sản phẩm rau sạch của mình xuống ngang bằng rau thường, chấp nhận lỗ hoặc phá quề để bán cho bà con. Đáng phấn khởi là hiện rất nhiều người ủng hộ sản phẩm của ông. Nhờ vậy, việc làm ý nghĩa của tỷ phú vùng bảy núi được lan tỏa.